Đây là những cái mà Mạnh Phát tự hào và nói với các bác là đây chính là mẫu xe lăn điện bán chạy nhất Việt Nam. Đó. Và bây giờ cái cùng Mạnh Phát tìm hiểu đi thử cái mẫu xe lăn điện này nhá. À như mọi người vừa quan sát đằng sau xe có hệ thống bánh chống đồ an toàn để khi mà chúng ta leo dốc cũng không phải lo nghĩ gì cả. Đây, xe vận hành cực kỳ êm ái và khá là khỏe nhá. Đi cảm giác chắc chắn này. Đây mọi người nhìn này. Đây. Tốc độ tối đa vẫn chỉ là 6 do bị giới hạn thôi. Nhưng bù lại con này lên dốc rất là tốt nhá, rất là ưu Việt. Đây, đi rất là thích này. tiến lùi này này sang phải sang trái này có thể chỉnh ở cái mức độ quay nó chậm hơn một tí này chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh xe mạnh phát nếu như các bạn hỏi mạnh phát là mẫu xe lăn điện nào đang bán chạy nhất việt nam bây giờ và trong cái tầm giá từ 15 đến 20 triệu thì chúng ta chọn mẫu xe lăn điện nào là phù hợp nhất thì ngày hôm nay Mạnh Phát sẽ giới thiệu với các bạn một trong những cái mẫu xoay lăn như vậy Và đây chính là mẫu xoay lăn điện bán chạy nhất Mạnh Phát và Mạnh Phát cũng khẳng định luôn Đây chính là mẫu xoay lăn điện bán chạy nhất Việt Nam bây giờ có tên là Mạnh Phát 05 Lý do vì sao cái mẫu xoay lăn điện này Mạnh Phát dám khẳng định như vậy thì Ngày hôm nay Mạnh Phát sẽ giúp mọi người tìm hiểu về mẫu đó Có thể các bác đã xem Mạnh Phát rồi Hoặc là bác chưa xem Thì ngày hôm nay Mạnh Phát xin phép được giới thiệu chi tiết Để mọi người cùng nhau tìm hiểu và cùng nhau Ờ, đánh giá xe mạnh phát nó có đúng không nhá. Đầu tiên, mọi người biết tại sao cái chiếc xe lăn này đã bán chạy như vậy không ạ? Bởi vì đến từ những cái công nghệ được trang bị trên xe lăn điện mạnh phát 05 này lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam và mạnh phát rất là vinh dự khi là đơn vị phân phối chính hãng sản phẩm này tại Việt Nam và sau 2 năm sản phẩm vào thị trường thì nó đang là mẫu xe lăn điện bán chạy nhất Việt Nam bây giờ. Đấy. Xin mời mọi người cùng tìm hiểu nhé Thứ nhất là xe được trang bị một hệ thống khung gầm thế mới hoàn toàn và gần như trên thị trường không có đơn vị nào đang trang bị hệ thống cung gầm này đấy tải trọng của chiếc hệ thống cung gầm này lên đến 150 cân phù hợp với tất cả những những bác ở Việt Nam và mọi người có nhu cầu ai đậm người vẫn có thể đi thoải mái hệ thống cung gầm này mạnh phát được gọi là hệ thống cung gầm chuyển động riêng biệt tại vì sao mạnh phát lại nói là chuyển động riêng biệt thì mọi người sẽ quan sát đằng sau hệ thống cung gầm này được trang bị hệ thống cung riêng có ba càng giống như xe đạp điện và được trang bị một cái giảm sóc rất là to đây, mọi người sẽ nhìn là cái giảm sóc rất là to hai bên nó giúp cho chúng ta hành trình êm mài hơn và cái khung này nó đang là dài hơn hệ thống khung gầm có những chiếc xe bình thường giống như mẫu mạnh phát 01 một mạnh phát 01 một mạnh phát bán rất là rẻ rồi đúng không ạ đây là hệ thống khung gầm thế mới hoàn toàn và riêng biệt so với hệ thống khung gầm bình thường cái thứ hai đó là động cơ của xe là động cơ thế mới đặc biệt là tích hợp trực tiếp vào bánh xe như thế này Đấy. không phải là động cơ có chổi than nữa mà đây là động cơ 3 pha nha mọi người nhé động cơ 3 pha đây là một cái thay đổi cực kỳ tuyệt vời và không có hơi chổi than động cơ này sẽ bền hơn khỏe hơn và động cơ này là động cơ 350 w mỗi bánh và hai bánh sẽ là 500 w ấn tượng không ạ cực kỳ ấn tượng đúng không ạ cái tiếp theo mà đó là động cơ mới thì chắc chắn rồi bộ vi xử lý cũng mới luôn tay điều khiển cũng mới luôn thì đây mọi người sẽ quan sát này tay điều khiển của nó có màn hình LCD Đấy, rất là xịn sò nha, rất là xịn sò Thông minh, Đấy, thông minh hơn, xịn hơn và khỏe hơn nha Mẫu này là mẫu lên được dốc khỏe hơn rất là nhiều so với mẫu 01 ờ, Những cái vừa rồi Mạnh Phát kể ra chắc hẳn mọi người đã hiểu lý do vì sao phiên bản Mạnh Phát 05 này lại bán chạy rồi đúng không ạ Thứ nhất là hệ thống khung gầm, thế hệ mới hoàn toàn khác biệt, giảm sóc êm hơn Cái thứ hai là động cơ 3 pha, thế hệ mới không trồi than và đặc biệt là động cơ 350W mỗi bánh Đúng không? Tổng hai bánh là đến 700W. Tiếp theo nữa là bộ điều khiển vi xử lý hoàn toàn mới tích hợp màn hình LCD hiển thị rõ ràng hơn và thông minh hơn nhé. Và cái thứ tư là hệ thống phanh điện cũng thế mới. Tất cả các mẫu xe đan điện thì đều có hệ thống phanh điện rồi. Tuy nhiên, hệ thống phanh điện trên mẫu 05 này nó lại còn thông minh hơn nữa. Và cái cuối cùng đó là bình ắc quy dung tích lớn được trang bị trên mẫu mạnh phát 05 này là bình ắc quy lớn cho quãng đường di chuyển từ 20 đến 25 cây một lần sạc. À, và cái cuối cái mà tất cả mẫu xe lan địa của mạnh phát đều được chính sách đó là bảo hành chính hãng một năm tất cả các linh kiện mà mạnh phát đang phân phối đây là những cái mà mạnh phát tự hào và nói với các bác là đây chính là mẫu xe lan địa bán chạy nhất việt nam đó. và bây giờ cái cùng mạnh phát tìm hiểu đi thử cái mẫu xe lan điện này nha à, như mọi người vừa quan sát đằng sau xe có hệ thống bánh chống đồ an toàn để khi mà chúng ta leo dốc cũng không phải lo nghĩ gì cả đây xe vận hành cực kỳ êm ái và khá là khỏe nhá đi cảm giác chắc chắn này đây mọi người nhìn này tốc độ tối đa vẫn chỉ là 6 do bị giới hạn thôi. nhưng bù lại con này lên dốc rất là tốt nha, rất là ưu việt. Đây, đi rất là thích này. tiến lùi này. này, sang phải sang trái này có thể chỉnh ở cái mức độ quay nó chậm hơn một tí này. có cả coi, Đấy, quay rất là chậm rất là từ từ này. Đấy, muốn quay nhanh thì chúng ta tăng tốc độ quay nhanh lên thôi. Đấy, khi chúng ta đi ra cái đường này thì nó còn đi nhanh hơn nữa nhá. đây là đi vào cỏ nó khác bị lún nó khác, còn đi sang đây này mọi người này, Đấy, đi cảm giác rất là thoáng. Xe lăn thì nó giống như là đôi chân của chúng ta rồi Có xe lăn thì giúp cho mọi người đi ra ngoài Cảm giác nó thoải mái, thông thoáng đầu óc hơn Nó vui vẻ hơn rất là nhiều có việc cả chúng ta ở nhà đúng không ạ Đặc biệt là những bác mà không may bị tai biến Đang đi lại bình thường, tự dưng bây giờ phải ở nhà cảm giác khó chịu Đúng không ạ, và khi mà chúng ta có cái xe lăn này thì nó sẽ giải tỏa được rất là nhiều thứ nha mọi người nha Đây, một mẫu xe lăn điện mà bán siêu chạy đảm ảnh phát Bởi vì giá thành thứ nhất là hợp lý Cái thứ hai là chất lượng đổi mới hoàn toàn mạnh mẽ hơn khỏe khoắn hơn nha mọi người nha Trọng lượng của chiếc xe lăn điện này đang uh, có trọng lượng là khoảng 55 cân nha mọi người nhá. 55 cân và giá của chiếc xe lan điện mạnh phát năm này đã được mạnh phát phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá là 16 triệu và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc sản phẩm thì có sẵn tại Hà Nội và Sài Gòn nhé mọi người có thể qua trực tiếp cơ sở mạnh phát đi tham khảo những cái chi tiết được thiết kế trên xe như là cái tay này này chỗ đây mọi người nhìn là cái phanh điện nha tay cái phanh điện đây này không thể đẩy được nữa này cứng là đẹp, đẹp luôn nó giật lại luôn hay là hai bên này chúng ta điều chỉnh nhấc đây lái ra được nhá để chúng ta chuyển trạng thái từ giường sang xe từ xe sang giường rất là tiện mút của xe được thiết kế dạng mút tổ ong rất là thoáng khí giặt rất là nhanh khô và ngồi sẽ không còn ra bị ngứa nhé Đấy, rất là thông minh những cái sản phẩm xe lan điện của mạnh phát luôn tự hào là một trong những sản phẩm mà luôn lắng nghe người tiêu dùng và luôn thay đổi và cải tiến để làm sao mà phù hợp nhất với người việt nam và mọi người hay sử dụng nhé đây cái đai để khi mà các bác mà không cố định được lưng chúng ta ngả lần trước thì có đai an toàn giữ chúng ta lại hay là các bác mà bị tay biến bên phải thì mạnh phát hỗ trợ chuyển tay điều khiển sang bên trái cũng hoàn toàn miễn phí nhé à, chúng ta lên xe khó khăn thì chúng ta có thể mở này ra Đấy, mở cái này ra Đấy, rất là tiện Đấy. một trong những sản phẩm bán rất là chạy bánh trước của xe thì là bánh đặc rồi nó giống như chiếc xe lăn bình thường bánh sau thì là bánh có xăm Đấy. rất là êm nhá, xe lăn này được thiết kế cái hệ tản dốc này đi rất là êm và sướng nhá. Mọi người có nhu cầu về sản phẩm xe lăn điện mạnh phát 05 này, nhấc máy lên và alo mạnh phát qua số điện thoại là